người dân sống tại đường số 1, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một người đàn ông chết bốc mùi trong phòng trọ. Thông tin ban đầu, người dân sống gần đó ngửi thấy mùi hôi thối quanh khu vực đường số 1 và đường số 2 nên tiến hành đi kiểm tra. Đến khi gõ cửa phòng trọ ông của, khoảng 45 tuổi, không thấy ai mở cửa. Khi lực lượng chức năng quận Gò Vấp xuống mở cửa kiểm tra thì phát hiện ông của đã chết. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được di dời khỏi hiện trường để tiếp tục phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.